Chào tất cả anh em nha. Hiện tại anh em đang thấy ở trên màn hình đây là cây mai nụ 24 âm lịch nha anh em. Hiện tại là 24 âm lịch, chiều 24 âm lịch. Đó. Hiện tại mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì cái nụ như vậy là ok nha anh em. Đó. Thì nếu mà cây anh mai của anh em á mà anh em sợ nó cái kiểu mà nó nở sớm á anh em, nó hơi lớn hơn so với cái nụ như thế này nè anh em. Thì anh em cứ để cho nó đi đọt thoải mái nha anh em. Ừ, đọt lá rồi đó anh em cứ để cho nó ra thoải mái, anh em khoan ngắt nha. Khoan ngắt cái đọt này đi nha anh em. Khoan ngắt nha, để cho nó nuôi cái đọt này bớt đi. Đó, nó dùng cái ba cái dinh dưỡng rồi đó, nó nuôi cái đọt bớt thì nó đỡ phát ra cái nụ. Đó, mình suy nghĩ đơn giản vậy thôi anh em. Thì anh em mà cái mai anh em nụ mà lỡ mà có hơi lớn á, anh em sợ nó nở sớm á thì anh em cứ để cho nó đi đọt thoải mái. Với lại anh em là hạn chế cho mình là tưới nước ở trên mấy cái bông nha anh em. Đó, hạn chế tưới nước trên bông, đặc biệt là trời nắng, mình chỉ cần tưới dưới gốc là được rồi anh em. Đó, đối với những cây mai mà anh em sợ nó nở sớm. Còn như cây này á thì như vậy là ok rồi anh em. Đó, tại cây mai này là Tết á sẽ để ở trong nhà cho nên nụ như vậy là ok rồi. Khoảng 29 á hoặc là tùy theo cái nụ nữa anh em. Đó, mình thấy nó hơi lớn quá thì mình đem vô mát. Đó, mình để trong nhà. Chỉ cần sáng cho nó ăn nắng một xíu là ok rồi. Anh em thấy cây mai này nụ nó có đạt không anh em? Quá trời nụ luôn á anh em ơi. À, mấy cái nụ ở đây nè anh em đang thấy là nụ lớn nè. Thì mới đầu á nó sẽ nói nụ lớn, tức là cái này nè anh em, chứ không phải nó cây này bị nụ lớn nha. Đó, mới đầu nó sẽ nở cái bông này trước nè, rồi từ từ nó sẽ nở mấy bông con nè, tạm gọi đây là cái bông mẹ đi ha. Nở cái này trước, sau đó mới nở 3-4 cái bông con này sau. Đó anh em thấy không, một cái bông nào, một cái búp nào á cũng ra như thế này. Ừ, cái này anh em phải nhớ nè, nhớ là phải xịt thuốc sâu cho mình nha. Đặc biệt là thời điểm hiện tại nụ nó ra như thế này rồi, anh em nhớ xịt thuốc sâu cho mình nha anh em. Đi qua đây cho anh em coi hết cây. Nguyên cây này là nó xanh lè hết vậy nè anh em. Đó, nụ nè, cho anh em coi. Đó, bắt đầu 28-29 á là cái nụ này nó sẽ bung rồi anh em. Đó, sẽ có những bung, ví dụ 27 rồi nó bung lác đác vài bông, không có xi nhê gì hết. Quan trọng á là cái 30-11 nó bung full cây là ok rồi anh em. Đó, cây này nó nụ kinh khủng khiếp luôn á anh em. Quá trời nụ luôn. Anh em thấy. Trời ơi nụ. Quá trời nụ luôn. Nhìn ở trong đây là anh em thấy ít vậy thôi, nhìn ở ngoài thôi khủng khiếp lắm. Còn đây là cái cây zin mình nói anh em nè. Đó. Đây, nụ thì cây này quá chuẩn rồi anh em. Cây này là ngay mùng 1 luôn. Đó. Tức là tại sao nó nụ nhỏ hơn mà mình nói nó ngay mùng 1? Tại vì cây này mình chăm nhiều năm rồi thì mình biết cái nụ của nó như thế nào. Đó, nó nở rất là lẹ luôn. Hôm nay 24 như vậy là quá chuẩn luôn rồi anh em. Đó, chăm nhiều năm rồi, có những năm trước á anh em, mình cứ canh nó theo những cây khác thôi à thì nó lại ra sớm. Đó, cho nên năm nay mình lặt nó là sau cùng nhất luôn. Anh em coi, lặt nó là sau cùng nhất luôn cho nên nụ nó như vậy nè. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh là quá chuẩn luôn, ngay mùng 1 luôn đó anh em. Đó, tại vì thằng ông nội này là cây mai zin. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó chỗ quá lẹ lắm các bạn. Trời ơi. Nó bung một cái là full cây luôn á. Các bạn thấy nụ vậy chứ qua cách ngày hôm sau là các bạn thấy nó lại khác rồi. Cho nên mình chăm nó nhiều năm rồi, mình biết nó e nó rồi. Cho nên năm nay á mình cũng lặt nó là sau cùng hết á. Muộn nhiều lắm. Rồi, mấy cái đọt này thì mình chưa bấm nè anh em thấy không? Đó, mình để mình canh thời điểm mình bấm. Ví dụ mà nó dư sức quá thì mình để cho nó đi đã đi. Đợi tới 29 là 30 mình bấm sau. Còn ví dụ mình thấy cái nụ nó nhỏ rồi, mình cắt đọt, cắt lá hết. Để chi? Để nó dồn vô nó nuôi cái nụ, để cho nó kịp thời nó bung quá anh em. Nhiều lắm anh em. Cái cây này tại vì nó chưa có lên xanh á, anh em thấy nó ít vậy đó. Nó mà lên xanh giống như cây bên đây nè, là anh em coi nè. Quá trời luôn á. Rồi, đèo xuống cái anh em đứng trên cái ghế lắc quá. Đó, những cái mai nào của anh em á mà sợ nở sớm, cảm thấy cái nụ nó bự quá rồi đó, thì anh em cứ để cho nó đi đọt thoải mái nha anh em. Hạn chế cho mình là tưới nước ở trên thân, trên bông nha. À, cái này nó cũng đơn giản lắm anh em ạ. Còn giống như mình chia sẻ cho anh em á là những cái mai nào mà tại thời điểm hiện tại mà cái nụ nó mà nhỏ quá đó, thì anh em cứ việc là thứ nhất, ở nhà anh em có nước mưa, anh em lấy nước mưa trưa nắng hay là bất kỳ thời điểm nào cỡ 1-2 tiếng anh em phun một lần, phun đều lên mấy cái thân lá này cho mình nha. Phun đều lên vừa thân vừa lá luôn, trời nắng phun luôn cho mình, lấy nước mưa anh em. Đó, những anh em mà sợ kiểu mà xài thuốc á, mấy anh em có một cái quan điểm sợ xài thuốc là hại cây rồi đó, thì anh em kiếm nước mưa anh em quất cho mình. Đó, còn nếu mà anh em quất nước mưa không xi nhê rồi, anh em phun cho mình một cữ Atonis đi anh em. Ừ, phun sáng sớm hoặc chiều cũng được. Đó, thì anh em cứ quất cho mình một cữ Atonis rồi xong bình thường anh em tưới nước phun sương bình thường nha anh em. Đó, cứ quất một cữ Atonis để chi, để cho nó kích thích nó vượt đi
nó vượt dí kịp mấy thằng lớn anh em. Dù mà nó nhỏ quá anh em thì mình kích thích nó cho nó kịp dí mấy thằng lớn, dí theo mấy thằng lớn. Đây mình đi qua đây coi anh em, coi mấy cây. Cây này thấy vài bữa nữa mình quay lại cho anh em xem, anh em thấy là nguyên cái cây nó xanh lè luôn á. Nhớ cây này nè, đó cũng nhiều nụ ha anh em ha. Cây này là cây mai phôi á, mới trồng này cũng được một mùa rưỡi, tại vì trồng cái kiểu lỡ cỡ anh em đó. Như nụ này nè, cỡ 29 là bắt đầu hơi vàng cây rồi đó đó. Nhưng mình sẽ canh nó là bằng cách là mình đem nó vô mát nha anh em. Thấy nó mà không ổn thì 28 bắt đầu mình đem vô mát vậy đó. Cái đó là ăn thua anh em canh mà. Còn như cây này là nó hơi trễ nè anh em đó, cây này là hơi trễ nha anh em, tại vì cây này cũng mới trồng, nụ đợt này thì ít lắm, anh em nhìn mấy cái nhánh của nó nhỏ xíu à, mới trồng. Còn như cây này thường thường năm thì mình để trong nhà nè, nay thì nó ra nụ cũng quá ok rồi anh em đó, quá đã, nhiều lắm anh em ơi, nụ nhỏ đầy luôn á anh em đó. Đó, mình tất cả các cây mình đều chưa có bấm đọt và chưa có bấm lá nha anh em, tại vì mình đang canh mà. Trời ơi, cái này là phụ thuộc vào thời tiết dữ lắm anh em ơi, chứ anh em đừng có vội mà bấm đọt cho nó đều cây trước nha. Nè anh em thấy không, mình vẫn để cho nó đi đọt nè, đó đó anh em thấy mình vẫn để cho đi đọt không. Rồi gần cuối giờ bắt đầu mình bụp cái đọt nó, mình con tàn lại cho nó đều lại nha anh em, quá trời nụ luôn. Rồi qua tiếp cái này cho anh em coi, cây nào cây nấy nè, nụ dày đặc luôn. Cây này mà nó nở một cái là anh em nhìn nguyên cái cây dằn khe luôn á, nụ nè từ ở trong đi ra ngoài luôn anh em đó, rất là nhiều nụ anh em à. Rồi cây mai của nào của anh em á mà anh em coi mà nụ nó hơi lớn thì anh em cứ là đem vô mát. Cái thứ nhất là đem vô mát nè, cái thứ hai là anh em đừng có tưới nước ở trên thân lá, quên ở thân nụ nha anh em đó. Và đặc biệt á là anh em để cho nó đi đọt cho mình, cứ thấy đọt cứ để cho nó đi thoải mái cho mình, ở đi cả cha nó, tại vì cái nụ đang lớn mà mình để cho nó chia sức á, nó nuôi ba cái đọt bớt, chứ đừng có để nó dồn vô cái nụ nha anh em. Còn cái mai nào nhỏ quá thì cái thứ nhất anh em lấy nước mưa anh em phun đều lên cho mình, một ngày 5-6 lần cũng được, nó phun liều lên trên nụ anh em đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là anh em để ngoài nắng cho mình đó. Rồi cái thứ ba nữa đó là anh em phun Matonit cho mình, phun cử thôi, không cần nhiều, anh em nào phun hai cử cũng được, cách 3-4 ngày đó, tùy theo cái nụ nha anh em. Rồi thì thời điểm hiện tại thì chỉ có nhiêu đó thôi anh em ơi. Còn giống như mà cái kiểu mà bí quá mấy anh em miền ngoài đó, mấy anh em phải xông đèn rồi chùm kín mít rồi đó, còn cái đó mình không nói tới. Còn mình đang nói là những cây mai ở thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, tại vì mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chào tạm biệt anh em nha.